Thưa quý vị, để đảm bảo thích ứng an toàn với COVID-19, hiện nay Đà Nẵng đang tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời đẩy mạnh rà soát tiêm chủng mũi 3 cho người dân trên địa bàn. Những ngày qua, ngành y tế Đà Nẵng phối hợp với các quận huyện đang triển khai tiêm cho 36.403 người bằng vaccine AstraZeneca, bao gồm tiêm nhắc lại cho các trường hợp đã tiêm mũi bổ sung vaccine Pfizer, Verocell đủ 3 tháng và tiêm nhắc lại cho các trường hợp đã tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca đủ 3 tháng trở lên. Tiêm vaccine là rất cần thiết, đủ liều, đủ thời hạn. Thì đến thời gian tiêm là chấp hành, có chỉ thì có tin nhắn là đi tiêm đúng thời gian, đúng quy định. Để đảm bảo việc tiêm chủng, thì ngành y tế tổ chức 8 điểm tiêm với 25 bàn tiêm, huy động sự tham gia của 25 đội tiêm. Các quận huyện cũng đã tích cực rà soát và tuyên truyền, vận động để người dân đi tiêm chủng đủ mũi theo quy định, tránh bỏ sót đối tượng, nhất là các trường hợp nguy cơ cao. Riêng đối với mũi 3 thì hiện nay đạt gần 80%. Lý do là cái tỷ lệ này là số người dân học sinh và số người dân người ta đã tiêm đủ mũi 2 rồi, nhưng sau đó là đi học tập, lao động ở các địa phương khác. Rồi cái nữa là cái số theo hướng dẫn của Bộ Y tế, số mà nhiễm COVID chưa quá 3 tháng, thì cái số này nó cũng chiếm số lượng nhiều trong đó. Còn cái mà tiêm mũi 2 rồi á, mà bị nhiễm, tâm lý là cái mình có kháng thể rồi, cũng không muốn đi tiêm nữa, thì số này cũng ít thôi. Chúng tôi cũng vận động tuyên truyền rất nhiều lần rồi, thì số này người dân cũng ra tiêm thôi. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, đến nay toàn thành phố đã có hơn 676.000 người từ 18 tuổi trở lên tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng COVID-19, đạt độ bao phủ 77,2%. Các địa phương hiện cũng đã rà soát danh sách để sẵn sàng tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ngay sau khi có vaccine phân bổ từ Bộ Y tế.